Hello mọi người, hôm nay mới về một đàn golden năm bé, nhưng mà bây giờ chỉ còn ba thôi đó. Trong đây là hai cái và một đực đó, ai thích bé nào thì cho em xin một cánh tay nha. Này ví dụ như bé này là bé số 1 đó, bé số 1 bé cái nha. Ui ui ú lắm mọi người, 2 tháng bé được 7 kg nha, 2 tháng 7 kg nha. Bảo hành lên tay nha, tại vì mập quá cho nên thấy tay cụp này vài ngày là lên tay rồi. Còn bé số 2, bé số 2 cũng là cái luôn. Đấy, bé này 7-8 kg nha, rất là ú luôn này. Đấy, mặt rất là đẹp luôn. Bé số 3 là bé đực. Đó. Này. Cưng chưa? Ba bé. Mọi người nhanh tay sở hữu một bé Alaska nha. Em có tất cả các màu. Như đây là màu nâu đỏ. Đấy, màu này là màu nâu đỏ nha. Mặt lớn lên sẽ ra chữ thập màu quốc dân, màu thịnh hành. Mặt rất là láo, rất là đẹp luôn nha. Đấy. Nhanh tay sở hữu một bé này. Form bé thì khi trưởng thành, bé Alaska này khi trưởng thành nó rơi vào tầm khoảng đực á, thì từ 40-50 cái, 35-40. Đấy là form trung bình nha. Còn các bạn mà cho ăn trứng ngải heo ấy, nó còn to hơn nữa các bạn ạ. Đấy. Cho nên dòng này là dòng ăn tạp, nó rất là dễ ăn. Nó cũng không có kén chọn khí hậu đâu. Nó cũng sống ở khí hậu môi trường bình thường thôi, không nhất thiết phải máy lạnh đâu nha mọi người. Đấy, cho nên mọi người ở khí hậu Việt Nam này ở đâu cũng nuôi được. Mọi người cứ rước về một em thoải mái nha. Dòng này thì rất là hiền và rất là to xác, dễ ăn nữa. Ở nhanh tay đón một em nha. Cứ bấm vào cho dích lời của Hoàng Kha. Đấy, phần bio bên dưới ấy, có số alo Hoàng Kha, thì mọi người cứ gọi cho Kha nhé. Ok mọi người. Này bấm máy mà không có tâm gì hết trơn.